Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật quý vẻ bình an và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin nhiều ích thì cho mình một cái like và bấm nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng à kính thưa quý vị, bây giờ là còn gần 12 giờ trưa rồi ở Bắc Cali nhưng mà lạnh quá quý vị ơi. Mình vẫn tới ba cái áo luôn nè. À, ở ngoài vẫn còn sương mù, bữa nay công nhận lạnh thiệt lạnh luôn á tại vì mình ở phía bắc á cho nên nó lạnh chứ ở phía nam Cali thì cũng không nổi dữ vậy đâu. Nhưng mà sương mù cũng đẹp lắm, mình có hồi nãy mình có chạy đi ra ngoài để đi mua đồ chút ít đồ thì sương mù nó lãng đạn lãng đạn Nó mình không chưa có tới thành phố Đà Lạt như thế nào nhưng mà thấy sương mù vừa lạnh nhưng mà trông cũng rất là đẹp. Phần vâng, kính thư quý vị. À, hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ về à, những lời bình luận của khán giả dành cho cháu hồ văn cường cũng như dành cho youtuber và chúng ta cũng chia sẻ một phần những uh, người nói điêu những người nói hoa những người chuyên môn tạo những câu chuyện um, giống như là giật dây du khống người ta vậy mà họ tỏ vẻ như là họ một người uh, lấy lại những sự công bằng gì cho người đã khuất hay là họ đứng sau cái bình phong người đã khuất họ kêu gọi từ thiện nhưng mà họ có làm từ thiện hay không quý vị ha vâng trước tiên thì chúng ta sẽ xin chia sẻ một chút ít những lời bình luận của khán giả trước nha lê mai à, Chị nói rằng im lặng nhẫn nhịn từ bi là người tâm thiện đại trí tuệ chúc cháu theo ân nhân tiếp bước cuộc đời ra ca sĩ ước mơ của hồ văn cường đã đạt được Hồ Văn Cường luôn kính quý mẹ nuôi Của ca sĩ. Hồ Văn Cường rất lễ phép khi gặp người đã thương mến cháu. Cháu là kỳ tích để đời của một cuộc đời, một tuổi trẻ, nguyện vọng ước mơ của tuổi 13. Chúc mừng cháu. Thanh Ngôi, em chào anh Cali Happy Sunday, có nghĩa là chúc mừng à, vui vẻ ngày Chủ nhật. Ừ. Em chúc gia đình anh an lành Nhìn con trai Úc Cường Càng ngày càng tiến bộ tự tin Làm chủ sân khấu Vâng lúc này thì cháu tự tin hơn nhiều à, Một cái bạn ở nước ngoài thì có nước ngoài mình nói nước ngoài đi hay là là nước Hàn Quốc hay Nhật Bản vậy tại cái, cái 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 hiệu đó mình không biết đọc được kênh của tạ mở thừa nó chửi xanh đột chuối quá trời luôn không dám nghe luôn cái miệng nó đọc cướp <laughs> cô ấy thì khỏi nói rồi à, những thứ mà không còn văn hóa cái từ ngữ Việt Nam mình không còn nữa là cứ mở trên cái cửa miệng của cô ta nè Nguyễn Tuyết thật tâm mà nói tôi mới bị chửi mà nghe chịu không nổi nghĩ về gia đình cháu Cường sao mà chịu đựng hay quá tôi khâm phục cháu Thanh Tô Chu Phi Phi mất thì có người khác nâng đỡ như Bầu Thụy và Danh Ca Ngọc Sơn giúp đỡ để có một nhân tài đất Việt được mang tiếng hát Xứ giả cảm xúc đem tiếng hát đến mọi người trong và ngoài nước nghe vậy mình phải cảm ơn Bầu Thụy chứ Nguyễn Tuyết chị cứ nói rằng là chào chú Cali mới đây có clip cô Minh Anh gì đó chửi gia đình cháu Cường quá trời luôn tôi có comment vô chị có nói mấy câu thôi bỏ qua đi cháu à, im lặng một năm nay rồi để đức cho con cháu à, nói tôi là fan của cháu Hồ Văn Cường rồi bị chửi à, công nhận là cháu Cường chịu đựng quá nhiều thật là tội nghiệp cháu Chị Hồng Cao thì có viết Mấy hôm nay á, Trang à, Mắm Thúi Có lên báo nó réo tên Hồ Văn Cường Nó đưa cái clip Nói là nó kêu cố ca sĩ đuổi Hồ Văn Cường trước đó Thì cố ca sĩ nói rằng Con của chị để chị dạy em đừng chen vào Mà từ khi cố ca sĩ nằm xuống Thì quản lý ekip cấu kết với là Mắm Thúi Trang Với dì ghẻ đuổi cháu Cường Làm ngược lại với lại những lời của trước đó của cố ca sĩ Ây da, thì à, cái cô à, trang mắm tôm này thì à, ở trong showbiz biết ai cũng biết tiếng cổ mà vua chửi thề mà cũng vì chửi công an mà bị bắt lên đồ công an đó ừ. Rồi à, những năm trước đó quý vị à, nói công an người ta ăn hối lộ tham nhũng rồi à, chửi người ta cuối cùng bị bắt đó thì à, người ta nói ngu tầm ngu mã tầm ngã mã mà, mà. hãy cái loại người nào thì họ sẽ gian diếu và họ à, bắt tay với nhau cũng như là tạm ở thừa à, trời ơi nghe cô này mà ai mà chịu nổi chừng 5 phút thôi là nghe không nổi cổ dùng cái gì mà quần áo rồi nhét cái này nhét cái kia rồi những cái thứ danh từ mà tục tiểu bậy bạ tầng tiện nhất là nở trên cái đôi môi của cô này cái à, khi mà cổ diễn xuất cổ à, đề cập tới à, fc xanh đọt chuối là cổ cứ kêu bọn này bọn kia cái lũ này lũ ngu lũ ngục rồi cái bọn này à, mà cổ có biết rằng à, trong fc xanh đọt chuối những người đó là những người mà lớn tuổi hơn à, cổ nhiều không ta nhiều khi đáng cha đáng mẹ nữa chẳng hạn như có nhiều người chẳng hạn như là à, chị hương đó chị hương trương ở bên mỹ này cũng lớn tuổi hơn cổ những học trò của cô ta còn lớn tuổi hơn cô này nữa À, rồi à, chị à, Cô Kim, à, Kim Khoa Ở dưới đồng tháp tặng vàng cho Cường á Có mắc mơ gì tới cổ Có dính liếu gì tới cổ đâu à, Và cũng đem người ta ra chửi Tôi thấy cô này ngộ thiệt á Hình như là cái máu sân si của cô ta Là tới cái à, cấp độ 11 rồi Chứ không phải 10 nữa Nó thấm vào trong à, Tủy xương rồi Chứ không phải nó nó ở trong máu nữa ấy mà ai mà làm tốt hay làm việc thiện hay giúp đỡ đời ấy, là cô ta lên chửi người đó giống như là một sự hù thần à, hận thù hay thù hằn với nhau mà mấy kiếp rồi ấy. những cái công việc gì mà người ta làm tạo cho đời việc tốt cho xã hội thì cô đem, ta đem ra chửi mắng ngọ trong khi đó trong khi đó nha cô ta kêu gọi từ thiện Cô ta nói cô ta đi chùa Cô ta làm từ thiện Tôi thì hoàn toàn không tin với những người Mà mở miệng ra độc ác Mở miệng ra là Giao găm với búa rìu không à Mà làm sao đi làm từ thiện được Một con người đi làm từ thiện Thì luôn luôn lúc nào người ta cũng có cái tâm, cái đức Và người ta từ bi hỷ xã Ai nói tới gì thì người ta thôi Từ bi hỷ xã bỏ qua đi Thôi từ bi hỷ xã bỏ qua Còn cô này không Người ta không có đụng tới cổ Cổ cũng loi người ta ra chửi người ta không có chạm đến cổ cô ấy cũng mắng sĩ giả người ta chẳng hạn như cha mẹ của hồ văn cường có bao giờ người ta nói một câu nào gì đâu có bao giờ người ta mà đem xỉa tới cổ đông cũng đem người ta ra chửi cũng đem người ta ra mắng hình như cô này một ngày đó không mắng ai không chửi ai là ăn cơm không được tôi nghĩ đây là một cái việc mà cô ấy tạo nghiệp rất là nhiều cũng như là những uh, youtuber bên bển cũng hai ba người bệnh á thì hàng ngày cứ lên trên đây à, một view một video clip gì cũng kiếm được mấy ngàn view à, nhiều khi hơn thì được 10.000 view ở Việt Nam thì à, 10.000 view thì được à, 10 đô cũng được hai trăm mấy chục ngàn ha ngày làm mấy clip thì cũng ngon lành này còn ở bên Mỹ này thì à, được nhiều hơn từ hai đô mấy hai đô cho tới 3 đô tại vì người Mỹ người ta coi á thì nó chèn cái quảng cáo vô thì những quảng cáo đó có thể người Mỹ người coi người ở Mỹ và châu Âu người ta mua những mặt hàng đó, đó còn ở Việt Nam thì uh, có quảng cáo quảng cáo với um, đâu có ai biết uh, tiếng Mỹ hoặc là cũng đâu có mua mấy món hàng đó đâu phải không? Hành thử ra uh, người ở bên Việt Nam coi cũng bằng cái số lượng đó đi thí dụ mình nói nhưng mà lại tiền youtube ít hơn quay trở lại với lại uh, những cái người youtube bên kia tôi thấy ngay nào họ cũng đem fc xanh đọt chuối ra chửi rồi đem cháu hồ văn cường ra chửi trong khi đó người ta im lặng nào nói người ta là um, ăn chặn tiền uh, từ thiện rồi uh, lấy tiền của cháu hồ văn cường ủa sao tôi thấy cái chuyện này nó quen quen quá ta mà không phải mới đây năm uh, năm sáu năm gì trước á à, hả khoan quý vị ha Ô môi quản lý á cái vụ tiền bạc gì mà ai cho cháu hồ văn cường tết đi lì xì này khi nọ là ăn chặn ngay trên sân khấu hoặc vô cánh gà hàng nhỏ không còn đi đồng nào về nhà nha nhiều người cũng nói như vậy thí dụ nói không còn đồng nào thì cũng quá đáng nhiều khi uh, cho ba uh, chục cái bao thư mà nói 10 cái cũng đâu có biết gì đâu phải không anh thằng nhỏ nó còn nhỏ mà nó cũng sợ nữa đó với lại tại sao nó sợ nắm tiền của thằng nhỏ 200 triệu tiền mà tiền giải thưởng nó trừ 20 triệu còn lại 108 đi không? Tại sao không đưa cho gia đình người ta? Đây là cái mấu chốt giữ cái số tiền để để thằng nhỏ giống như là sự kèm kẹp thằng nhỏ bắt thằng nhỏ ở trong nhà đó mà không thoát ly được. Uhm, thằng nhỏ đi đi ra sợ mất tiền làm sao? Số tiền đó là mồ hôi nước mắt, công nó đi thi bao nhiêu th ngày tháng mới được cái số tiền đó rất là lớn đối với lại cha mẹ của Hồ Văn Cường trong thời gian đó lúc đó mà cho tôi đưa tiền cho người ta, ta mua cái mảnh đất ở gọi giáp hay hóc môn là là ngon lành rồi năm 2016 200 triệu, y 180 triệu đi trừ thuế đi, trừ thuế 20 triệu còn lại 180 triệu cũng ngon lành lắm chứ bộ phải không? anh ừ. nhỏ mà nó được mà à, quan lê hay là bất cứ bầu xô nào á, nhận làm con nuôi đi tiền bạc rành mạch rõ ràng cả, trời ở đến giờ này là nhỏ nhà lầu cũng có, nó đừng nói chi là xe hơi, không có gì ừ. à, thì à, tôi nghe là mở cửa này chửi bên FC xanh đọt chuối là côn đồ ăn tiền từ thiện ăn chặn rồi à, mượn tiền người ta không trả ủa sao cô này hay gì ta ở cô ở ở góc giường người ta hay ở trong kẹt nhà người ta hay sao mà cô biết hết chuyện như ta <laughs> tôi thấy cô này à, nhiều chuyện nè hóng hết nè mà mình phải nói chứ à, đặc điều cũng hay lắm rất là bị chuyện khi bằng nói nói cái bằng là cái lưỡi không xương được cái bằng là Kinh khồn liệt á, khi cô này nói chuyện Chửi ai thì, ôi thôi Vậy mà Cứ Nhưng à... mà cũng có một số người nghe Tôi không biết là khán giả bên kia là Họ nghe là, họ thích nghe Chửi hay là Họ thích nghe cái giọng chua hoa Của cô này, có lẽ nhiều khi Cũng cả hai, đúng không quý ha, có một số người Là như vậy, à, hóng hớt rồi à, Thích nghe người ta chửi, à, thấy Ai chửi lộn thì đứng đó nghe, còn người ta nói cái gì <laughs> Vâng, à, bây giờ chúng ta tiếp tục chia sẻ nha à, Cúc Quỳnh Trần xin chúc gia đình Bầu Thủy luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và mọi sự an lành Thúy Phan, à, cô đang hóng show 12 tháng 1 năm 2023 còn thương sao nắng một sao hè Bạch Công Khanh với Hồ Công với Hồ Văn Cường. À, hai người này hát bài này hả cô hả? À, cũng chưa chắc tại vì mình chưa có nghe là hai người sẽ hát uh, bài hát nào. Nhưng mà có cái bài mà đừng nói sai nhau. À, chắc có thể là hát song ca hoặc là hát ba cũng được nữa không quý vị ha. Chị Văn Phan có viết là Cali Sài Gòn ơi liên tục cả tháng nay Hồ Văn Cường fan club Fan club giả ra chứ không hay thiệt nha Cứ liên tục đăng hình Cường hoặc rất nhiều video tào lao Gây bất lợi cho cơ thiệt của Hồ Văn Cường Trang lan kênh ghi fan là Hồ Văn Cường nhưng đăng chuyện cũ hoặc diệt tích Để mọi người vào chửi Cường và Ngọc Sơn Chị vào giống như là spam Rải hai chữ kênh giả rồi chạy ra Nhưng càng rải tụi nó càng đăng Thậm chí và báo cáo cũng không thấy cải thiện gì. Ngoài ra chị mới thấy kênh tin tức mới nhất gì đó mới đăng tin sáng nay ngày 18 tháng 12 hồ văn cường bị sát hại chết thiệt là vì tiền mà họ bất chấp vâng tại cái đầu hot của cháu hồ văn cường hiện giờ nó nhiều lắm và những cái kênh đó họ nói không có họ không có trường mặt ra họ muốn nói gì họ nói à ví dụ à, à, đánh bay màu thì họ làm cái kênh khác nữa thôi nhưng mà đa số à, chúng ta biết rằng cái truyền thông bên kia họ rất rất, rất giỏi từ trước khi mà cố ca sĩ mất lần họ có thể đánh người ta bay mà họ làm đủ thứ chuyện nhưng thế họ là nhờ truyền thông mà truyền thông của họ cũng rất manh động nữa cũng rất là hộ báo à, cho nên họ có thể là lập ra nhiều cái kênh kênh giả đó hay fan club giả đó rồi họ đem chuyện cũ ra họ nói À, họ cố tình làm lệch đi cái 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 định kiến và cái dư luận của khán giả để cho người ta hiểu lầm cho hồ văn cường và sau đó đó là cái sự thành công của họ họ muốn uh, dìm hàng của cháu cường mà tại vì trong thời gian này là họ thấy cường đang được nhiều sự giúp đỡ từ nhiều người nhất là fc xanh đọt chuối lúc nào cũng bên cạnh cho hồ văn cường à, chị Tương lộc có nói là lũ bên đó có nói với cháu cường là không có tụi tao đố mày lên sân khấu hát Bây giờ mở mắt ra xem Câu nói đó bây giờ thẹn chưa Hỏi bên kia Có nhiều người thì chúc sức khỏe mình Và thương cháu Cường như là Phương Quỳnh nè, Hà Hoàng nè Thanh Thủy nè Quỳnh Nguyễn mình nghĩ cái show mà này thì sẽ trái giá Là cái số 12 tháng 1, đừng nói xa nhau đó Bạch Công Khanh rất nhân hậu nhã nhặn hiền hòa Hồ Văn Cường giọng ca vô cùng nội lực Đậm chất chân thật, vô cùng ủng hộ và ủng hộ Cảm ơn Kim Quân Nguyễn đã có lời chúc sức khỏe mình và luôn thương yêu cho Hồ Văn Cường Chào anh Kali, anh nói đúng những người yêu thương cháu Cường mà không nói được uh, Chúc anh nhiều sức khỏe để bảo vệ cho cháu Cường Cường rất là ngoan và hiếu thảo Mà phải chịu đựng nhiều áp lực thấy thương cháu Cường lắm anh ơi Đó là lời của Tuyết Diễm Quỳnh Thị Em Cường uh, càng tỏa sáng thì bọn nó càng cay cú bị đặt du khống Cố tình dìm em nhưng không nổi uhm. Vì em uh, vừa hát hay vừa tự tin bên cạnh đó có FC Xanh Đọt Chuối yêu thương và có những món quà khủng từ trong và ngoài nước gửi về nữa. Thanh Thúy à, Bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn rất tình ý khi lũ quỷ bên kia tìm cách dùi dập cho Hồ Văn Cường xuống hố sâu, không cho Cường trở lại ca hát cho cường phải nghèo khổ bây giờ thì bầu thụy và danh ca ngọc sơn thương cường mới có hôm nay ơn sâu nghĩa nặng này đời đời không quên được à, hoài lâm thì rất dễ thương ca tuyệt vời và đẹp trai mong giúp đỡ cho sự trở lại sông ca với nghệ sĩ giúp đỡ em hoài lâm hoài lâm tuyệt vời lắm À, phải chi mà Hoài lâm trở lại mà cùng đi Bây giờ cái show mà của Bạch Công Khanh ngày 12 tháng 1 đi ha Với lại Hồ Văn Cường Rồi à, à, cuối tháng 1 à, mà có cái show cùng với Hoài Lâm nữa ha Mà hai anh em ca lại cái bài Mưa Sa Dông đó quý vị Tuyệt đỉnh của mèo hết sảy con bà Bảy luôn Tại vì hai người có xong ca cái bài đó rồi đó quý vị À, Thái Hà Lương anh ơi anh gọi thẳng tên con hay thằng à, mất dạy ấy ra đi việc gì phải gọi nó là bạn à, họ có thể là họ gọi người ta à, những cái tên này tên kia hoặc là ấy nhưng mà đối với những đối với chúng ta thì à, chúng ta không có làm được như vậy vì nếu mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta có khác nào họ đâu à, Cảm ơn bạn Ti Trần thương con và gia đình mong anh Kali thương và bảo vệ con. À, không cho bọn chúng muốn dìm chết nữa Xin hoàng bỏ mất nhân tính bên đó thấy gia đình cháu cường hiền lành coi thường muốn đánh thì đánh muốn đè thì đè thật là tàn nhẫn đi hát công không thôi nếu mà không đi thì bị hành hạ thể xác chị Hoa Bùi thì lại có một câu nói như thế này Hồ Văn Cường xui rồi mở mắt ra là gặp nạn liền Những người lên án thằng nhỏ chính là lên án mẹ nuôi của nó Àm uhm. uhm. Thanh Truyền Dương đúng rồi giới LGBT luôn phấn đấu tự vươn lên bằng chính bản thân của mình chứ không có lợi dụng người đã khuất Để nổi tiếng và hại người còn sống bằng những lời lẽ phi nhân tính Chắc chưa biết nghiệp vật là gì chẳng chừa một ai Vâng tại vì bạn Thanh Truyền Dương đã nói như vậy tại vì có một người trong cái giới tính LGBT á, Lên chửi cường thậm tệ luôn mà Không có đúng sự thật tại những gì mà cô ấy nói ra thường thường nó là chỉ gì phiến diện một bên thôi à, khi người ta ghét người nào á người ta nói rằng là thương thì trái ấu nó cũng tròn mà ghét thì bộ hồn nó cũng méo cho nên á cô ta tận dụng hết tất cả những lời lẽ mà thiếu văn hóa và hổ báo để dành cho gia đình của cháu hồ văn cường phi nguyễn Tạ mở thừa còn nói em cường đi xin hát chứ ai mà mời hát lót hát kẹp ca không ai mời Tạ mở thừa nói toàn là tào lao tào lao bí rợ Vân à, cứ nói À, bây giờ thì tạm mới thừa hay nói là để cọ sát sân khấu thôi hát không cần tiền mấy cái bầu show á, nhờ nhờ cái tên của hồ văn cường cô ta nói nó 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 không có sâu chủ lợi nó kỳ lắm lúc thì nói là cường hát cọ sát không cần tiền lúc thì nói là bầu show á, thấy cháu cường bán vé được cho nên mời cháu cường à, rồi à, lúc thì nói à, à, cháu vào rồi cần gì cho nữa đừng đừng ai cho bây giờ bây giờ kêu người ta đừng có cho nữa lúc thì nói là à, cháu hát à, à, đi hát nó không ai trả tiền cho nên chỉ à, FC xanh đọt chuối à, tặng quà tặng tiền là đủ rồi. Ra cái cô này cái gì của nó cũng được nhưng mà không có cái gì là sự thật cái chân á. Cô ta là vua biểu bị, bị, à, bị chuyện luôn á. Nếu mà cô này mà ở Mỹ này mà vào trong khó đó á mà viết kịch bản cũng hay lắm ngay. Những cái kịch bản tào lao bí rợ. Đó vâng cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ những uh, câu chuyện xung quanh của cháu hồ văn cường và chúng ta càng nói và chúng ta càng phản biện lại để cho khán giả bên kia những người mà yêu mến hai mẹ con của họ trước đó bây giờ uh, họ sẽ nhìn lại và công tâm hơn cho cháu cường một chút không quý vị ha vâng xin chào tất cả quý vị và xin hẹn lại tất cả quý vị trong một video lần sau bye bye